mãn nhãn những màn so tài giải quyền Anh chuyên nghiệp VWBA Asia Việt Nam Tournament. Tối ngày 11 tháng 8 tại Sài Gòn Sport Club, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra những màn so tài hấp dẫn của giải quyền Anh chuyên nghiệp VWBA Asia Việt Nam Tournament 2024. Giải quyền Anh chuyên nghiệp VWBA Asia Việt Nam Tournament do Ban quyền Anh chuyên nghiệp Việt Nam, VBC, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, VBS, phối hợp cùng Hiệp hội quyền Anh Thế giới, VWBA, khu vực châu Á và công ty Shadow Entertainment tổ chức. Giải đấu tự hào được đưa vào hệ thống thi đấu của Hiệp hội quyền Anh Thế giới, VWBA, khu vực châu Á, 8 võ sĩ hàng đầu Việt Nam góp mặt tranh tài ở tứ kết hạng cân Super Bantamweight 56kg, nhằm chọn ra hai cặp đấu của bán kết diễn ra vào tháng 12. Ngay ở trận tứ kết đầu tiên giữa Lê Văn Hiển, thành phố Hồ Chí Minh, với Lê Văn Cương, quân đội, người hâm mộ mãn nhãn với những cú ra đòn hiểm hóc từ hai đối thủ, tạo nên trận đấu mãn nhãn với chiến thắng thuộc về võ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trận tứ kết 2, Đinh Văn Lên, MMA Sài Gòn, thi đấu lấn lướt, đánh bại Trần Đức Khoa, Bạc Liêu, sau 4 hiệp. Lương Trung Nguyên, Hà Nội, cũng có chiến thắng thuyết phục trước Sơn Hùng Vĩ, thành phố Hồ Chí Minh, ở trận tứ kết tiếp theo. Trận tứ kết cuối giữa Trương Văn Vĩnh, quân đội, với Cấn Minh Thái, Hà Nội, diễn ra đầy gay cấn. Hai võ sĩ tung hết kỹ năng lẫn kinh nghiệm trận mạc lẫn ý chí trên sàn đấu và tấm vé vào bán kết dành cho võ sĩ quân đội Trương Văn Vĩnh. Như vậy, hai cặp bán kết của hạng cân Super Bantamweight được xác định là cuộc chạm trán giữa Lê Văn Hiển, thành phố Hồ Chí Minh, với Đinh Văn Lên, MMA Sài Gòn, Lương Trung Nguyên, Hà Nội, với Trương Văn Vĩnh, quân đội. Cũng tại giải quyền Anh chuyên nghiệp VWBA Asia Việt Nam Tournament 2024 diễn ra hai trận tranh đai vô địch. Lê Quang Quang, Trung Quốc, thắng Anusen Thông Luân, Thái Lan, trở thành nhà vô địch VWBA Asia X hạng cân Super Lightweight. Avanbek Kuranbek, Tajikistan, bảo vệ thành công đai VWBA Asia hạng cân Super Welterweight khi đánh bại Đa Công Oan, Trung Quốc,